Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Rikaki Store HN tại Shopee nha. Rikaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Live. Ok, hôm nay mình đang mặt server Indo. Cái này thì họ đã bắt đầu cho chúng ta đăng ký OB45 rồi. Anh em nào chưa đăng ký đi, đăng ký luôn vào ngay, ngay vào luôn để cho được việc. Đấy, đăng ký luôn vào ngay anh em nhá. Đấy, thì để cho nó gọi là được việc. Đấy, thì nó sẽ có một số cái mới. Đầu tiên nó sẽ có chế độ góc nhìn cái thứ nhất, tử chiến khá hay. Tiếp theo chúng ta sẽ có một nhân vật mới, hình trông như là con Harley Quinn ấy. Đấy, nó chắc là cái con mà nó đánh, nó bay đến cái vị trí đối phương bị gục ấy. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái xe mới. Và đấy, nói chung là về cơ bản loanh quanh mấy cái tính năng này thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy, ok, thì để đăng ký thì anh em nào mà có server Indo thì có thể vào thẳng trang đăng ký được, còn không thì vào ff.ngang.fen.ff.garena.com. Thì cái trang này anh em đã quá quen rồi, đăng ký xong mà nó cho cái code. Đến ngày 7 tháng 6 thì nó sẽ cho anh em tải cái server test về để thấy mà anh em vào chiến thôi. Đấy, thì anh em này chắc cũng đã biết rồi, mấy hôm nay cũng chả có sự kiện gì mới. Nhưng mà cái vụ góc nhìn thứ nhất cũng khá hay. Tại vì là bên các server khác này, không biết server Việt Nam như nào, nhưng các server khác này họ đã thử nghiệm cái chế độ tử chiến, cái chế độ góc nhìn thứ nhất cũng khá lâu. Đấy, chúng ta sẽ có sự kiện sinh nhật nữa. Tháng sau chúng ta sẽ có sự kiện sinh nhật 7 tuổi ở Free Fire. Đấy, đấy, sự kiện sinh nhật 7 tuổi ở Free Fire thì nói chung là cũng khá là tươi. Đấy, khá tươi rồi, bán rươi. Đấy, ok, thì đây, server Indo thì nó cũng chả có gì đặc biệt. Đợt này thì các server từ sau cái chung kết của Free Fire World Series thì các server họ nó khá ít ra sự kiện. Đấy, tôi cảm thấy kiểu số lượng sự kiện nó bị sụt giảm khá nhiều ấy. Đấy, thật ra bên này họ cũng ra mấy sự kiện cũ, nhưng mà nói chung bên server Indo thì bây giờ toàn là sự kiện pha lê. Đấy, toàn là sự kiện pha lê, phê la, nó không có gì mới cả anh em ạ. Đấy, toàn sự kiện pha lê, phê la thôi. Đấy, chứ còn không có cái sự kiện gì nó quá đặc biệt. Đấy, nên là anh em cứ chơi được chơi. À, ngày mai thì chúng ta sẽ có đó thẻ Buya mới. Thì thẻ Buya tôi cũng đã hé lộ cho anh em rồi. Đấy, đã hé lộ cho anh em rồi. Rất là bình thường, cô Hường ngồi cổng trường thôi. Đấy, thì ở trong cái phiên bản này thì bên nào họ test cái chế độ bắn góc nhìn thứ nhất, đây là nhà kho cũ. Đấy, không biết là đợt tới thì server Việt Nam mình nó sẽ như nào. Thế tôi cũng đang tò mò xem là cái chế độ tử chiến góc nhìn thứ nhất thì chơi có hay không. Chắc là hay, tôi nghĩ chắc là hay đấy. Tại vì là kiểu mấy ông mà kiểu bắn mà kiểu múa ảo ấy thì thường là góc nhìn thứ ba. Thì không biết là sau này bên Free Fire có đưa góc nhìn thứ nhất vào hẳn ở trong game hay không. Đấy, tức là đưa nó thành một chế độ chính thức hay không. Vì ví dụ như bây giờ chạy bo ở góc nhìn thứ nhất thì nói chung là nó sẽ rất là chiến. Đấy, thực sự là nếu mà chạy bo ở góc nhìn thứ nhất thì thực sự nó sẽ là một cái câu chuyện rất là chiến ấy. Đấy, nhưng mà có thể là bên Garena họ cũng sẽ không muốn theo hướng đó. Đấy, theo hướng đó thì nó mất hết đi cái sự ảo diệu đến từ Free Fire, có thì họ không thích. Đấy, anh em nhìn khẩu SK ở góc nhìn thứ nhất đẹp không? Nhưng mà đúng ạ, ở góc nhìn thứ nhất thì chúng ta nhìn được cái skin súng. Đấy, một là quan trọng là ở góc nhìn thứ nhất thì chúng ta sẽ nhìn được cái skin súng rất là rõ. Đấy, nhìn trông rất là phê. Đấy, rất là phê độ bắn dê. Thì không biết là trong tương lai thì cái này nó sẽ có thể là một cái hướng đi tới từ bên phía gà rán hay không. Nhưng mà hướng đi thế thì tôi nghĩ là nó cũng kinh. Đấy, nó là, cũng là một cái rất là hay. Đấy, rồi anh em thấy không? Bật vòng tử chiến lên, chiến luôn. Đấy, góc nhìn thứ nhất, ui rồi chiến luôn, hết nước chấm. Hết nước chấm, ui chạy sang sau lưng mình này. Đây, nhìn quả lựu này. Đấy, trông quả lựu đẹp vẫn hẳn nha, ném lựu cảm giác nó cũng dễ hơn. Đấy, nổ cái trên luôn kìa. Đấy, đường của nó luôn. Đấy, anh em thấy chế độ góc nhìn thứ nhất thế nào ạ? Nhưng mà có một cái là cái góc nhìn thứ nhất này ấy, thì họ mới chỉnh ở cái súng ở dạng cầm bình thường thôi. Còn ví dụ như là cái súng mà cầm ở dạng bắn ngắm ấy thì trông nó chưa được thật lắm. Tức là trông nó thì vẫn giống như là khi mà chúng ta chơi ở góc nhìn thứ ba. Đấy, nhưng mà một số cái súng nâng cấp thì trông khá đẹp. Thế tôi cũng đang đợi cái này ra ở Việt Nam để tôi test tất cả các skin súng đẹp. Đấy, tất cả skin súng nâng cấp mà ở góc nhìn thứ nhất thì trông nó sẽ y nào. Tại vì server Việt Nam thì hình như là chưa test được cái này. Tôi chưa tìm được cái tính năng cái map chơi này ở server Việt Nam. Nhưng mà cái này nếu mà test ở server Việt Nam góc nhìn thứ nhất thì thực sự là tôi sẽ có thể show cho anh em tất cả các skin súng để xem skin súng nó đẹp nhất. Đợt trước ấy thì bên Garena họ đã từng có một cái map góc nhìn thứ nhất. Đấy, nhưng mà cái map đấy trông nó hơi a đuổi, cái map mà thư viện ấy. Nhưng mà đợt đấy bên Garena cũng chưa tinh chỉnh cái góc nhìn, trông nó rất là xấu. Nhưng mà đợt này công nhận là bên Garena làm lại cái này trông nó rất là chi tiết. Đấy, tức là cái khoảng cách từ cái vị trí, từ cái điểm nhìn Khoảng cách từ cái vị trí điểm nhìn cho tới cái khoảng cách mà tay cầm súng ấy thì rõ ràng là nó đã có cho mình cái sự gọi là nó có cho mình cái sự gọi là sao ta, trông nó kiểu hợp lý hơn ấy. Em là trông nó đúng là kiểu góc nhìn thứ nhất hơn, chứ còn ví dụ như là ở bản trước thì trông nó kiểu bị ở bản trước thì trông nó kiểu bị trông nó giả ấy, đấy, trông nó không được hay. Đấy, thì bản này bên Garena cũng sửa lại thì tôi thấy là nó ok hơn. Đấy, cầm mấy súng rất là đẹp nhá. Đấy, ví dụ cầm khẩu MP5 đi, cầm khẩu MP5 với khẩu M04 thì rất là đẹp luôn. Đấy, M04 thì anh em vừa nhìn rồi. Đấy, MP5 nhá, với lục bạc nhá. Đấy, cầm Desert Eagle cực kỳ đẹp luôn, trông như là CS luôn đấy. Trông đẹp không? Trông như đột kích luôn. Đấy, chẳng em so sánh đột kích có vẻ hơi ảo nhưng mà nó chuẩn luôn anh em ạ. Đấy, trông như đột kích luôn. Đấy, trông chiến luôn, chiến đen đét luôn anh em ạ. Đấy, thì đây là cái góc nhìn người thứ nhất. Tôi thấy là cái chế độ này cũng hay. Và ví dụ như cái này nó là đang là chế độ bắn tử chiến thì nó trông nó hơi ấy. Ui đấy, vẫn kéo tầm headshot các kiểu, kéo tâm headshot các kiểu là điều hết nút chấm, chấm phát hết nước anh em ạ. Nó phải gọi là tuyệt vời, nó phải gọi là tuyệt vời mặt trời, nó phải gọi là tuyệt con nhà bà vời luôn. Được của nó luôn, được của nó luôn anh em ạ. Và hết cờ mờ nó nước chấm. Đấy, tươi và quá tươi luôn, và quá tươi đội bán rươi. Thì đấy là cái khẩu này. Tiếp theo là cái gì đây, là cái khẩu MP5. Đấy, khẩu MP5 này cũng đẹp này. Đấy thì trong phiên bản tới, nói chung là thật ra thì cái OB45 thì tôi không nghĩ là nó sẽ có thêm nhiều cái mới đâu. Và chắc là nó sẽ có một sự kiện sinh nhật rất to, còn không biết là bên Garena nào sẽ chuẩn bị update cho cái OB45 là như thế nào. Thế này chúng ta cũng sẽ cần phải chờ, xem là OB45 họ sẽ bổ sung thêm những cái gì, nó có gì đặc biệt thú vị ở trong cái này hay không. Thì đấy là cái một số cái cập nhật nhanh cho anh em như thế. Ok đấy. Ui, anh em nhìn tôi đấy, ở góc nhìn thứ nhất nhá, sấy mấy cái thằng mà chạy lên góc này rất là sướng. Ui, nó bắn tôi chết rồi đấy. Nhưng mà đại khái là kiểu bắn ở góc nhìn thứ nhất thì nó sẽ rất khác so với góc nhìn hiện tại. Góc nhìn hiện tại thì kiểu góc nhìn thứ ba này nó trông nó không thật đấy. Ông nào mà thích chơi kiểu cái game mà súng, nhưng mà chơi này thì khó cho anh em chơi PC, chơi mobile. Đấy, anh em mà chơi PC, chơi giả lập thì nó sẽ dễ hơn. Đặc biệt là bắn gọi là vui vui, chơi giả lập nó bắn như là game bắn súng nhá, nhìn thứ nhất luôn, như đột kích luôn. Thế còn ví dụ anh em mà chơi mobile thì cái này dê nó hơi khó. Tại vì cái tâm nó sẽ không, tức cảm giác là nó, cái cảm giác bắt tâm của nó không được như là, nó không bắt tâm như là ở trong chế độ bình thường. Đấy, nếu mà chúng ta đứng im thì chúng ta bắt tâm dễ, mà vừa bắn mà vừa chạy vừa di chuyển, vừa bắn vừa nhảy nhảy như là ở trong chế độ bắn bình thường thì nó hơi khó. Ok, cái này thì chúng ta sẽ đợi OB45 ra chế độ chính thức của cả dán để xem nó như nào nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Bi bi.